Sư phụ, tại sao sư phụ cũng ở đây? Sư phụ có thể nhị ý ở đâu không sư phụ? Đang bị người ta bắt cóc, lúc con bị đánh ngã xuống, con nhận thấy nhị ý nằm ở bên cạnh con. Nhất Dương, ta thật thất vọng về ngươi. Ngươi đã hứa với ta những gì, có còn nhớ hay không? Sư phụ, con... Con quên hết rồi chứ gì? Vì chuyện nhi nữ thường tình mà lời hứa với sư phụ đã tan biến hết rồi hay sao? Nếu như bây giờ cô gái kia chết, con cũng sẽ chết theo, có đúng không? Sư phụ, có phải ý của sư phụ là... Cô gái đó không sao, cô ta đang được giấu trong hang động ở đằng kia. Như vậy kẻ đánh bất tỉnh bà mẹ kế và bắt cóc nhị đi là... Là ta. Sư phụ, thật sự con không hiểu tại sao sư phụ lại làm vậy. Như ý đâu có liên quan gì tới ân quán của con. Sư phụ, tại sao người lại bắt giam cổ chứ? Vì cô ta mà con đã quên hết lời thề của mình. Con không nghĩ ra sao? Dạ, con... con biết lỗi rồi, thưa sư phụ. Chỉ vì con sợ nàng gặp chuyện an nguy tới tính mạng, cho nên con... Ta thật sai lầm khi kỳ vọng vào con quá nhiều. Không ngờ chỉ vì một ả đàn bà mà một người mạnh mẽ như con lại bị xô ngã. Con trở nên yếu đuối quỷ mị như bao kẻ tầm thường khác. Con quả là làm ta thất vọng. Thưa sư phụ, con xin nhận mọi sự trừng phạt, nhưng con xin thầy hãy thả Như Ý ra. Cô ấy không có lỗi gì hết. Lỗi lớn nhất của cô ta là làm cho con phân tâm, quên đi sứ mạng của mình. Vậy thì nếu như cô ta biến mất khỏi thế gian này, chắc là con sẽ tỉnh ngộ, có đúng như vậy không? Sư phụ à, con xin sư phụ, xin người đừng nghĩ tới chuyện đó. Nàng ấy vô tội mà sư phụ, xin người hãy thả nàng ấy ra, thưa sư phụ. Sư phụ à, người hãy thả cô ấy ra đi. Người muốn con nhảy vào sau lưng bỏng, con cũng sẽ làm ngay, thưa sư phụ. Đứng lên, đánh trả lại ta đi. Nhất Dương mà ta dạy dỗ, không thể nhu nhược như thế này. Ngươi làm cho ta quá thất vọng. Sư phụ à, lần này là lần cuối cùng, con xin sư phụ hãy thả nàng ấy ra. Con sẽ làm theo mọi yêu cầu của sư phụ. Một lần bất tin thì vạn lần bất tin. Ngươi đã phản thề một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, trừ phi ta dẹp bỏ mối hậu quả này. Sư phụ, đừng mà sư phụ, con xin người, xin người hãy thả nàng ấy ra. Như ý không có lỗi gì hết, tất cả là do con, do con tự ý đi theo nàng ấy thôi. Sư phụ à, con sẽ lấy tánh mạng của con để đổi lấy tánh mạng của Như ý. Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Ta đã cứu sống ngươi một lần để ngươi có thể trả thù nhà, trả thù cho sư phụ. Chắc là ngươi vẫn không quên những tội ác chất chồng của tên họ Tô đó với gia đình của mình rồi chứ? Rồi những chuyện hắn đã hãm hại vợ chồng ta mà hàng đêm ta vẫn kể cho ngươi nghe, ngươi cũng quên rồi sao? Hay là ngươi cũng không còn nhớ mình đã từng quỳ trước mặt của ta, thầy sẽ trả thù chung, đúng không Nhất Dương? Vậy mà chỉ vì hai chữ ái tình, ngươi đã quên sạch hết rồi. Ta thật sự không biết ái tình là gì mà khiến ngươi trở nên ngu ngốc và thảm hại như vậy. Thì là tức chết. Biết vậy năm xưa ta đã để ngươi chết dưới vực sâu, giữ ngươi lại chỉ uổng phí công dạy dỗ của ta mà thôi. Con biết tội của con nặng lắm, sư phụ muốn xử sao con cũng chịu, nhưng con xin sư phụ hãy cho nàng ấy một cơ hội thôi. Nàng ấy không đáng bị đối xử như vậy. Con xin sư phụ, người hãy thả nàng ấy đi sư phụ. Sư phụ à, sư phụ, hãy lấy tính mạng của con đổi tính mạng của nàng ấy. Sư phụ à, sư phụ.
Như Ý. Như Ý à? Nhất Quỳnh, sao sao Quỳnh còn ở đây vậy? Ta tưởng Quỳnh đã rời xa vùng này rồi. Có chuyện gì xảy ra với Quỳnh phải không? Ta không sao, nàng yên tâm đi. Ta hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn mà. Sư phụ, người hãy thả nàng ấy ra. Người muốn làm gì con cũng được. Con xin sư phụ. Người muốn đổi mạng của mình cho tính mạng con ả này hay sao? Không, ta không cứu ngươi cho một mục đích tầm thường như vậy. Con của nương, ta không thù ghét gì cô, nhưng vì chuyện lớn ta phải hy sinh cô. Sư phụ à! Nhất Dương! Nhất Dương! Sư phụ! Nhất Dương! Nhất Dương! Nhất Dương! Nhất Dương! Nhất Dương! Quỳnh có sao không? Tại sao Quỳnh lại bất chấp tính mạng của mình như vậy hả? Em biết phải làm sao đây? Ta không thể bất trung với sư phụ. Ta cũng không thể để nàng chết. Như Ý, nàng hãy đi đi. Không. Đi đi. Không. Nhất Quỳnh, Nhất Quỳnh ơi, Nhất Quỳnh, Nhất Quỳnh ơi, tỉnh lại đi, Quỳnh đừng làm em sợ mà. Có ai không cứu người với? Có ai không cứu người với? Có ai không? Nhất Quỳnh ơi, Nhất Quỳnh. Nếu Nhất Quỳnh mà có bề gì, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời. Sao Quỳnh ấy lại dại dột như vậy chứ? Nó không sao đâu, nó chỉ làm cho ta thức chết thôi. Nhất Dương mà ta dạy dỗ từ nhỏ lì lợm lạnh lùng, chứ không có quỷ mị như vậy. Chỉ khi cô xuất hiện, nó mới trở nên ngu muội. Ngay cả hận thù của gia đình mình nó cũng quên mất. Nó đã trở thành một đứa vô dụng vì vướng vào chuyện tình cảm trai gái. Nhất Dương cũng chỉ là một người bình thường. Tại sao ông lại bắt Quỳnh đây mang trên vai mối hận thù khủng khiếp như vậy chứ? Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Quỳnh ấy không bao giờ cười. Suốt ngày Quỳnh ấy chỉ nghĩ tới chuyện chém giết thù hận. Ông đã biến Quỳnh ấy thành một người máu lạnh, chỉ biết hận thù thôi sao? Cô im đi. Cô biết chuyện gì mà dám bàn? Nếu có trách thì trách kẻ nào đã giết cha nó và khiến cho gia đình nó phải ly tán. Phận làm con, sao có thể quên đi mối thâm thù của gia đình mình để cho kẻ thù nhớ nhơ ngoài kia chứ? Không hiểu được chuyện đại sự của đàn ông thì cô đừng có xen vào, chỉ tổ làm cho người ta chùn bước thôi. Tôi không hiểu chuyện đại sự gì của ông, nhưng tôi biết oan oan tương báo, cứ lao vào trả thù thì biết chừng nào mới xong. Chẳng lẽ suốt đời Quỳnh ấy cứ phải luẩn quẩn với chuyện chém giết hận thù hay sao? Quỳnh ấy không có được một ngày cho mình hay sao? Tôi xin ông đó, ông hãy tha cho Quỳnh ấy đi. Ông hãy cho Quỳnh ấy sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Chỉ khi nào nó giết chết kẻ thù, mang đầu kẻ thù tế mộ cha nó, thì lúc đó nó mới có được một cuộc sống cho riêng mình. Nhưng nếu Quỳnh ấy chết trước thì sao? Thù cha chưa trả được, có chết cũng đáng. Sống làm gì cho hổ thẹn với đất trời? Ông nói thật là đáng sợ, nhưng tôi sẽ không để cho Nhất Quỳnh gặp nguy hiểm đâu. Cô, sau bao nhiêu thứ Quỳnh ấy làm cho tôi, tôi sẵn sàng báo đáp lại. Mà tôi cũng cam đoan với ông, nếu như mà tôi có bệnh hệ gì thì ông cũng đừng hòng sai khiến được Nhất Quỳnh nữa. Chuyện Quỳnh ấy cứu tôi khi nãy, chắc ông cũng đã hiểu được phần nào đúng không?
tại sao anh cứ luôn lạnh lùng với em như không hề có gì, khi thực ra trong lòng của anh em lại quan trọng đến như vậy. Có phải vì anh mắc kẹt trong hận thù mà anh đã nén lại những nỗi niềm riêng phải không? Em trách lầm anh rồi Nhất Chương ơi. Từ nay về sau em sẽ không rời xa anh nửa bước. Em sẽ không để anh phải gặp nguy hiểm trong dòng xoáy hận thù triền miên nữa đâu.